Hãy nhớ là phải luôn quan sát nó, không được nhắm hai mắt đấy nghe chưa hai người quan sát. Rồi vào đi. Ôi, quét dọn lẹ lẹ rồi hả, đi về nào. Ây da, trời ơi, da té chỗ này trơn quá đi. Có chuyện gì vậy? Xin lỗi, tôi lỡ trượt té. Xin lỗi mọi người nha, tôi là mọi người giúp ngon á. Chuyện gì xảy ra vậy nè? Ôi, tới rồi, wow. Hey, xin chào các bạn, mình là Mèo nè. Ôi, trời ơi, đây là series Điệp viên nhí. Và tập tiếp theo, sau khi lần trước mình đã vượt ra khỏi hả sở thú nguy hiểm Zoonomaly, thì bây giờ mình đã đến được căn cứ SCP rồi các bạn ơi. Hay à, còn đây là anh Five, một nhân viên của SCP đã hả giúp đỡ mình rất nhiều thời gian vừa qua. Ôi Mèo ơi, chúng ta đã đến căn cứ SCP rồi đó. Đây chính là trụ sở chính luôn. Wow, ở đây ngầu thiệt á. Tất cả mọi nơi đều là bọc thép luôn nè các bạn ơi. Ủa nhưng mà sao hả, ở đây bọc thép kỹ vậy anh? Bởi vì ở đây có chất chứa rất là nhiều những con yêu quái nguy hiểm. Wow, nguy hiểm dữ lắm sao anh, yêu quái à? Đúng vậy, cụ thể là có trên 2.000 con quái vật đã được bắt tại đây. Sắp tới, những cái con ma nữ mà em đã nói có thể sẽ được bọn anh bắt về và hả giam giữ tại đây đó. À, được, đúng vậy, em tìm tới mọi người là để vậy đó. Nhưng mà hả, tổ chức SCP mạnh như vậy sao? Có thể nói là như vậy. Bây giờ chúng ta phải đi ra kia thôi, anh sẽ từ từ nói với em nhiều hơn về tổ chức SCP mình. Wow, các bạn có biết SCP là gì không? Hãy để lại bình luận nha. Ê, còn bây giờ thì mình sẽ nghe trực tiếp từ anh Phai sẽ nói về tổ chức SCP nè. Cụ thể thì tổ chức SCP của bọn anh là nơi hả bắt giữ và quản thúc những thực thể mà loài người vẫn chưa lý giải được. Ê, đây, bây giờ em đang tiến vào khu vực mà bọn anh hả có thể có những phòng giam của những con quái vật đó đó. À, em hiểu rồi, đúng như lời của hả ngài Slab đã nói là hả tổ chức SCP là nơi có thể giải quyết được những cái vụ mà hả giống như cái con ma nữ em đã để sống ra thế giới loài người. Hey, đây có vẻ là một tổ chức đáng tin tưởng đây các bạn ơi, hay quá đi. Trời ơi, cái chỗ này nè các bạn, nhìn đi, nhìn nó như mê cung vậy á, còn bọc sắt bọc thép nữa. Làm gì mà có con quái vật nào có thể thoát ra khỏi chỗ này cơ chứ? À, ui, có chuyện gì vậy, tự nhiên có cái còi báo động báo ở đây vậy anh ơi? Không ổn rồi, có vẻ như á hả là có chuyện đã xảy ra ở tổ chức. Bình thường khi mà hả cái tiếng còi này hú lên có nghĩa là một sinh vật nào đó rất nguy hiểm đang sổng chuồng và có thể là hả đã hại chết người. Trời ơi, cái gì vậy, sao mà một miệng mình linh quá các bạn ơi. Trời, mới vừa nói xong rồi cái hả là có quái vật á sổng thoát liền. Trời ơi, bây giờ mình phải hả tới liền cái chỗ trung tâm căn cứ đi anh ơi. Đúng vậy. Ê, nhanh lên Mèo ơi, ở hướng này nè. Nhanh lên. Ủa các bạn ơi, bây giờ chúng ta lại đến với một nguy hiểm mới của Điệp Viên Nhí rồi. Hãy cùng mình đi vào trung tâm căn cứ SCP để xem có chuyện gì đang xảy ra nha. Đi thôi, hi ya. Đã tới văn phòng của căn cứ. Ôi, anh đi đâu đây? Đây là thẻ của tôi được lệnh triệu tập tới đây. Tôi thấy có chuông báo khẩn cấp, hãy cho tôi vào bên trong phòng họp. Được rồi, vào đi. Wow, chiếc thẻ này nguyên lực vậy. Rồi, đi thôi Mèo ơi, chúng ta chỉ cần đi ngang qua khu này là tới. Trời ơi, ở đây toàn là những nhà khoa học không à. Chắc là những người này là nghiên cứu về mấy con sinh vật đó hả? À, quái vật đó đó mọi người. Ở trong này thiệt là chuyên nghiệp ghê. Còi báo động như vậy á hả, là tình thế nguy hiểm mà họ vẫn ngồi làm việc nè. Đi thôi Mèo ơi, nhanh lên. Được rồi, em đi liền nè. Bây giờ chúng ta sẽ đến phòng họp của căn cứ SCP, nơi những nhân viên cấp cao đang tụ họp ở đó. Tôi đến rồi đây, có chuyện gì thế mọi người? Ôi, anh đã đến rồi Phai. Ở đây đã xuất hiện một chuyện rất là nghiêm trọng đó. Khoan đã, nhưng anh đang dắt theo ai đây kia? Hả? À, ý ông nói là cô bé này sao? Đó chính là điệp viên nhí của ngài Slam đó. Ông ta đã cử cô ấy tới đây để nhờ tôi giúp một vài việc. Nhưng mà bây giờ hãy nói cho tôi biết vấn đề mọi người đang gặp phải là gì đi. À, thì hiện tại vấn đề của chúng ta đó chính là SCP-173. Nó đã trốn thoát ra ngoài. Sao cơ? SCP-173 trốn thoát á? Anh ơi, SCP-173 là gì vậy? SCP-173 là một loại sinh vật chưa được kiểm chứng và nó rất là nguy hiểm.
nó thuộc phân loại Euclid đó. Con này được làm từ bê tông và cốt thép, nó có thể gây hại cho con người đó. Wow, nguy hiểm đến thế sao vậy? Nếu mà nó đã thoát ra ngoài thì thật sự là nguy hiểm mà. Đúng vậy, nó rất nguy hiểm. Vậy thì mọi chuyện là như thế nào vậy? Đó là do sơ sót của chúng tôi. Chuyện là thế này, sáng ngày hôm nay khi chúng tôi cử những tên tội phạm đến làm vệ sinh của buồng giam cách ly thí nghiệm 173 như thường lệ, nhân viên SCP đã căn dặn rất kỹ về luật khi họ tiến vào phòng giam này. Luật của căn phòng này thì ai cũng đã biết, chúng ta luôn sẽ cần có 3 người. Một người sẽ chịu trách nhiệm dọn dẹp và 2 người còn lại sẽ cùng nhìn vào thí nghiệm 173. 2 người chịu trách nhiệm quan sát này sẽ thay phiên nhau chớp một bên mắt nếu họ mỏi mắt và phải luôn thông báo cho nhau để không nhắm mắt cùng thời điểm. Họ phải đảm bảo thí nghiệm 173 luôn được quan sát bằng một đôi mắt. Nhưng giữa chừng thì đã có một vấn đề xảy ra. Tên tội phạm phụ trách việc lau dọn đã vấp té, gây ra một tiếng thật lớn. Điều này đã khiến cho 2 người quan sát giật mình và không may cả 2 đã chớp mắt. Có chuyện gì vậy? Xin lỗi, tôi lỡ trượt té. Ôi không, tôi lỡ chớp mắt rồi. Tôi cũng vậy. Ê, chuyện gì sẽ xảy ra đây? Ê, hình như nó đâu rồi? Không lẽ là... cái gì vậy? Không. Mọi người sao rồi? Xin lỗi mọi người nha, tôi là mọi người giúp ngồi đó. Chuyện gì xảy ra vậy nè? Thí nghiệm 173 đã nhanh chóng giết chết cả 3 người tội phạm. Ôi không, báo động đỏ, thí nghiệm 173 đã... Không xong rồi, mau gọi công huyện, phong tỏa nơi này mau lên. Các nhân viên ở đó chỉ kịp báo động đỏ cho cả căn cứ. Thí nghiệm 173 đã ra tay cực kỳ nhanh. Hiện tại nó đã di chuyển tới rất gần khu vực của nhân viên khoa học. Nếu chúng ta không bắt được nó sớm, tất cả những người ở đây sẽ chết hết. Nguy hiểm hơn, nó có thể sổng ra khỏi căn cứ và xâm nhập vào nơi những người bình thường đang ở. Đó là điều mà chúng ta không thể để nó xảy ra. Trời ơi, cái gì mà ghê vậy trời. Cái con thí nghiệm SCP-173 này nó nguy hiểm tới vậy sao anh? Trời ơi, nghe đáng sợ quá. Đúng vậy đó, như anh đã nói, nó thuộc phân loại Euclid và làm từ bê tông cốt thép. Nó có thể tiêu diệt bất kỳ ai rất nhanh và gọn. Tình hình có vẻ nguy rồi đây. Ừ, nhưng vậy thì bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Fire, cậu có thể giúp chúng tôi vụ này được không? Hiện tại tôi vẫn chưa nghĩ ra cách, nhưng chắc chắn là tôi phải là người xử lý chuyện này rồi. Được, vậy tôi tin vào cậu, hãy cố gắng ngăn chặn nó lại trước khi nó đến được khu căn cứ này. Tôi hiểu rồi, được rồi, đi thôi Mèo à. Ủa, đi đâu anh? Tất nhiên là đi ngăn chặn SCP-173 rồi, em đã sẵn sàng chưa? Ok anh ơi, mình đi thôi nào. Tuyệt lắm, bây giờ mình đi thôi. Đi hướng này nào. Nhưng mà anh đã nghĩ ra được cách chống lại nó chưa anh? Em biết gì không? Ủa, biết gì anh? Anh vẫn chưa nghĩ ra được cách ngăn chặn nó. Ôi trời ơi, sao mà chưa biết được cách ngăn chặn nó mà anh đi tính bơi vậy? Bởi vì anh chính là người mạnh nhất ở đây, cho nên nếu không phải là anh thì sẽ không là ai cả hết. Wow, trời ơi, anh xịn ghê á, em cũng muốn là người mạnh nhất nữa. Vậy thì cùng anh ngăn chặn con SCP-173 nào. Wow, dạ vâng, em sẽ cố gắng hết sức, anh yên tâm nha. Thôi được rồi, bây giờ chúng ta phải suy nghĩ cách để ngăn chặn nó trước cái đã. Không thể nào hành động một cách lỗ mãng được. Em cũng nghĩ vậy đó. Nhưng mà em mới biết về con này, anh có thể nói kỹ hơn cho em về cái con quỷ SCP-173 này không anh? Tại sao khi mà bước vào căn phòng giam của nó phải có tới 3 người? Tại sao mỗi người lại phải chớp mắt khi nhìn nó và phải có 2 người quan sát? Cái điều đó là lúc em thắc mắc khi em nghe cái ông tiến sĩ đó ông nói á. Về việc đó, đơn giản là vì con thí nghiệm 173 này nó có thể tấn công con người không dò vào nó. Có nghĩa là phải luôn có người quan sát thì nó sẽ đứng im, nhưng nếu rời mắt khỏi nó thì nó sẽ có thể tấn công một cách bất chợt, là bẻ cổ cái người đó. Khi nghiên cứu nó ở trong phòng giam thì tổ chức đã phát hiện ra điều này. Vậy nên khi mà đưa người vào vệ sinh phòng giam, bắt buộc phải có tới 3 người. Và không thể nào một người có thể luôn nhìn người khác mà không nhắm mắt được. Cho nên chúng ta phải cần tới 3 người. Một người lau dọn, 2 người còn lại quan sát và thay nhau nhắm mắt khi họ mỏi mắt. Như vậy sẽ có thể duy trì được có người luôn quan sát nó để nó không nhúc nhích được. Wow, ra là vậy. Vậy thì phải luôn có người nhìn vào nó đúng không anh? Chứ bây giờ nếu như mà một người bắt nó, còn một người còn lại quan sát, như người còn lại lỡ nhắm mắt thì... Thì bị nó tấn công chứ sao? Chỉ cần người đó không nhìn vào nó sẽ tấn công được bẻ đầu của họ. Cho nên trước khi chúng ta tìm ra được cách để giải quyết nó, hai mình phải cẩn thận đó.
Vậy thì chúng ta cần phải kiếm thêm một người nữa để có thể thay nhau quan sát anh á. Anh cũng có nghĩ tới, nhưng anh sợ rằng người đó sẽ không thể chịu được áp lực và có thể giống như ba cái tên tội phạm kia nhắm mắt khiến chúng ta bị liên lụy. Bây giờ phải làm sao đây ta? Ê, các bạn ơi, các bạn có nghĩ ra được cách nào để tiêu diệt cái con SCP-173 này không? Các bạn để lại bình luận cho mình biết nha. Còn mình đang động não đây. Cách gì nhỉ? Cách gì mà chúng ta có một cái người để quan sát nhưng mà người đó lại không sợ những cái sinh vật đó ha? Trời ơi, ước gì có một cái thí nghiệm nào đó là con mắt quan sát anh nhỉ? Hả? Em nói gì? Em mới nói gì sai hả? Không, em nói lại đi cái ý vừa rồi đó. Em vừa mới nói là ước gì có một cái thí nghiệm hay một cái sinh vật nào đó giống như là con mắt đó để thay thế con người quan sát cái con SCP-173. Nếu mà có cái con sinh vật đó thì chúng ta có thể tấn công được cái con SCP-173 và bắt nó lại rồi. Trời ơi, Mèo ơi, em quả thật là thông minh. Hả? Gì? Ủa? Không lẽ là có cái con thí nghiệm đó thiệt hả anh? Đúng vậy đó. Trời ơi, cảm ơn em nhiều. Bây giờ chúng ta hãy đi tới con thí nghiệm đó thôi nào. Wow, thật sao? Trời ơi, không ngờ là mình nghĩ đại mà chúng nè các bạn ơi. Mình giỏi chưa? Thôi, bây giờ thì cùng đi đến chỗ đó nè anh. Lẹ lẹ lên không, cái con nó tới đây bây giờ. Ok, đi thôi em ơi. Được rồi, bây giờ chúng ta đã tới nơi cần tới rồi. Wow, là ở đây hả? SCP-860, SCP-131. Đây là phòng giam những thí nghiệm khác hả anh? Đúng rồi, đây là một trong những phòng giam các thí nghiệm ở đây. Và ở trong đây đang có một thí nghiệm mà chúng ta cần nó để bắt được thí nghiệm SCP-173 đó. Wow, vậy ở đây em thấy có hai số. Cái con mà mình cần bắt là con nào vậy anh? Đó chính là SCP-131. Mình vào thôi nào. Wow, đây là phòng của SCP-131 sao? Nó là cái gì vậy anh? Em hãy vào bên trong đi, nhớ là đừng quá yêu thích tụi nó nhé. Hả? Một quái vật được thí nghiệm mà yêu thích sao? Nào, vào bên trong và gặp tụi nó đi. Cái gì bò ra nè? Ủa, trời ơi, nó chạy lung tung luôn rồi. Ủa, nó kêu cái tiếng gì? Một con màu cam và một con màu vàng. Ủa, nó có nhảy vô người mình nè. Anh ơi, cái này là gì vậy? Đây là thí nghiệm SCP-131 phân loại C, có nghĩa là an toàn đó. Ủa, tụi nó an toàn sao? Phải nãy giờ tụi nó bay ra đây mà toàn là bu mình không à, chạy lung tung. Ui, nó là một con mắt kìa các bạn. Đúng rồi, khi này nó chỉ có con mắt không à, và nó chả làm gì tụi mình hết á. Đúng vậy đó, nó còn được gọi là iPod. Em có thể chơi với nó cả ngày luôn, nó ngoan lắm. À, thiệt sao? Trời ơi, nhìn tụi nó dễ thương thiệt đó chứ. Nhưng mà nó hiền như vậy thì làm sao nó giúp tụi mình bắt được cái con yêu quái mạnh, nó là mạnh kia, con 173 đó anh. Thì em đã bảo chỉ cần chúng ta cứ quan sát cái con kia mà. Đúng như em đã dự đoán, thí nghiệm 173 chỉ cần được quan sát là nó sẽ đứng im. Thì đây chính là hai con mắt mà chúng ta cần. Nó sẽ có thể quan sát thí nghiệm 173 mà không chớp mắt để chúng ta có thể bắt được con đó. Wow, không ngờ là ý tưởng của mình thật sự là có trên đời nè. Thì bây giờ thì chúng ta làm sao kêu nó đi đây anh? Em chỉ cần vuốt ve tụi nó thôi là tụi nó sẽ nghe lời em à. Vậy hả? Ơi, như con mèo vậy đó. Anh nghe nè. Nó thả trái tim mình kìa. Còn con kia nữa, nó cao quá. Nó đang đu ở trên rồi. Xuống đây. Nó xuống đây, tao nói mày nghe nè. Xoa đầu nè. Rồi, trời ơi, tụi nó đã thích mình hết rồi nè. Tụi nó bắt đầu thích em rồi đó. Con màu cao là SCP-131A, còn con màu vàng là SCP-131B. Em cứ coi tụi nó như là vật nuôi vậy đó. Rồi tụi nó sẽ giúp em. Dễ thương quá đi. Thôi bây giờ chúng ta cùng nhau đi tác chiến nào. Hai em SCP-131 ơi, đi thôi. Được rồi, đi thôi. Trời ơi, nó đi theo mình các bạn. Trời ơi, nó cứ bu vô chân của mình á. Ê, khoan đã. Những cái con SCP-131 này nó có thể cảm nhận được nguy hiểm khi mà nó bu chân em như vậy, có nghĩa là... Là sao anh? Là có nguy hiểm gần đây đó. Cánh cửa. Là SCP-173, nó vừa mới giết người kìa. Ơi, quá ra đây là hình dạng thật của con SCP-173 đó sao?
Ơi, nhìn nó cứ cáp quá kìa. Ui, nhưng mà có vẻ như nó đang bất động á. Cẩn thận đó mèo, em đừng rời mắt khỏi nó cho tới khi hai con iBot nhìn thẳng vào nó. Em hãy ra lệnh cho hai con 131 nhìn thẳng vào nó đi. Em vẫn đang nhìn đây. Ê, hai con thí nghiệm kia, hãy nhìn vào. Trời ơi, mình không có dám quay đi được. Trời ơi, hai bé ơi, hãy nhìn cái con đó đi. Wow, các bạn ơi, nhìn kìa, hai con thí nghiệm 131 nó đang nhìn vào cái con 173 nè. Và nó đứng im luôn. Nãy giờ mình đi ra đi lại trước mặt nó, mình không nhìn nó nè, nó cũng không có tấn công mình nữa. Cái chuyện này đã thành công rồi. Yeah yeah yeah. Tốt quá, bây giờ chúng ta chỉ cần dời cái bức tượng này đi về chỗ của nó thôi. Dạ được thôi, để em dời nó đi nè. Trời ơi, sao mà đẩy nó đi không được vậy? Con này nó nặng quá đi à. Anh ơi, bây giờ làm sao đưa nó về để em đẩy hoài mà nó không có di chuyển. Em đang làm gì đó? Trời đất ơi, cái con này nó bằng bê tông cốt thép mà em nghĩ là với sức của người bình thường có thể đẩy được nó về sao? Ủa chứ vậy giờ làm sao đưa nó về anh ơi? Mấy cái con mắt này làm sao mà nó đứng đây cả ngày được? Bình tĩnh đi, để anh. Wow, trời ơi, anh có thể dùng đây không mà nâng cái cục tạ bự nặng này lên vậy anh đã nói với nhóc rồi mà, anh là người mạnh nhất ở đây. Nếu mà không có anh thì ai sẽ là người nâng con này về chỗ cũ vậy? Để anh nhớ coi, lúc xưa mọi người bắt nó là phải dùng cần cẩu đó em. Trời ơi, dùng nguyên cái xe cần cẩu hả? Cái con này nó nặng dữ vậy trời. Ừ, nó nặng gần như là bằng nửa tòa nhà đó. Nên là nó mới mạnh như vậy, có thể bẻ cổ người ngay tức khắc đó. Trời ơi. Thôi được rồi, bây giờ chúng ta cùng đưa nó về thôi nào. Đi. Wow, trời ơi, ảnh thiệt là mạnh quá. Nhưng mà anh ơi, như mấy cái xác người ở đây á thì làm sao đây? Em yên tâm đi, anh đã vừa mới báo lên cấp trên rồi. Nhân viên ở SCP rất là nhanh, họ sẽ tới đây để dọn dẹp hết. Thôi, an toàn rồi, chúng ta đi thôi. Hey. Wow, đưa được nó về được kìa. Trời ơi, cái nước gì mà thúi quắc vậy trời? Đó là chất dịch của nó đó, trong đó gồm có máu và một cái chất dơ đen bẩn từ mấy con thí nghiệm này. Em đứng xa ra đi, thúi lắm. Trời ơi, đúng rồi đó, thúi quá kìa. Cái chất đó chắc là tại vậy nên là mới phải cử người vô dọn vệ sinh á, xong rồi người ta chết. Nhưng mà đây quả là một cái nhiệm vụ có vẻ là hơi bị dễ á, do là mình nghĩ ra được cái vụ kiếm được mấy con iBot nè, thí nghiệm 131 giúp đỡ nè, chứ không là cũng khó nhằn đó nha. Cô gái điệp viên này có vẻ là một cô bé đầy triển vọng đây, còn nhỏ mà đã rất thích hợp để làm công việc này rồi. Cô có muốn gia nhập đội ngũ SCP bọn tôi không? Cái này con cũng không biết nữa, tại vì con có nhiệm vụ khác nữa. Cô đừng lo, về phần những con ma nữ đó tôi đã có trao đổi với ngài Slam rồi. Bọn tôi cũng rất muốn bắt bọn nó mà, cho nên là bọn tôi sẽ đi bắt bọn nó. Trong thời gian đó cô có thể ở đây cùng với lại ngài Fai bảo vệ khu 19 này được không? Khu 19, đây gọi là khu 19 hả ta? Cái điều kiện này cũng hay đó các bạn. Các bạn thấy sao? Các bạn có đồng ý để mình điệp viên nhí ở đây cùng anh Fai bảo vệ cái khu căn cứ SCP này không? Nếu các bạn đồng ý thì hãy để lại một like cũng như là đăng ký nha. Đăng ký kênh của mình nè, like video của mình nè, để mình có thể ra những tập phim tiếp theo ở căn cứ SCP này cùng với cái bọn thí nghiệm này hen. Thôi, tốt rồi, bây giờ ngài đã tin vào năng lực của cô bé điệp viên nhí này chưa? Như ta đã nói, ta rất hài lòng về cô bé này. Cậu hãy huấn luyện cô ấy trở nên là một người siêu phàm như cậu đi nhé. Ngài yên tâm. Thôi, bây giờ chúng ta nên đi thôi mèo à. Còn cái con quái vật này tính sao đây mọi người? Cô yên tâm đi, chúng tôi đã bổ sung nhân viên ở đây. Bây giờ chúng tôi chỉ cần đóng cửa lại, cách ly nó khỏi khu vực ngoài là được. Còn những thí nghiệm 131 chúng tôi sẽ đưa nó về phòng của chúng nó. Mấy em bé này dễ thương quá. Nhưng mà bởi vì chúng là những thí nghiệm của SCP cho nên là chúng nó phải về phòng rồi. Em đừng lo, nếu mà em thấy buồn cũng vẫn có thể đến phòng của tụi nó chơi với chúng nó đó. Vậy sao? Vui quá, vậy được rồi. Nè, trời ơi, bây giờ tại vì tụi nó đang đứng canh cái con kia kìa nên là mình không có chào tụi nó được. Cảm ơn các bạn đã xem hết video clip này nha. Nhớ like xem như là đăng ký kênh của mình. Và cùng chờ đợi tập tiếp theo của Điệp Viên Nhí nha. Hey, cha. Bye bye. Hey, em có muốn ăn gì không? Anh dẫn em đi ăn. Có chứ, yeah yeah, đi ăn thôi. Rồi, hai đứa tốt lắm. Bây giờ cùng ta đi về nào.